đến nơi. Một đoàn tàu chở gia đình Divago đến chỗ này, vẫn còn đậu ở một đoạn đường phụ ngoài rìa nhà ga, bị che lấp bởi các đoàn tàu khác, nhưng có cảm giác rằng liên lạc với Mosva, vốn được duy trì suốt cuộc hành TNNH, đã bị cắt đứt, đã chấm dứt hẳn vào buổi sáng nay. Bắt đầu từ đây mở ra một vành đai lãnh thổ khác, một thế giới tỉnh ly khác một tỉnh lỵ hướng tới cái trung tâm hấp dẫn khác của nó. Ở đây người ta biết nhau nhiều hơn dân ở thủ đô. Tuy khu vực đường sắt Juratin, Ravili không cần dân ở và được các đơn vị hồng quân bao quanh, song những hành khách từ vùng ngoại ô lân cận chẳng hiểu bằng cách nào vẫn len lỏi, hay như bây giờ thường nói, vẫn thâm nhập, vẫn lọt vào các đường tàu. Họ đã lên đầy các toa, đứng lố nhố ở các đầu toa họ đi dọc đường tàu và đứng dưới đường cạnh lối lên toa của mình tất cả những người ấy đều quen biết nhau họ trò chuyện với nhau từ xa chào hỏi khi đến gần nhau cách ăn mặc và trò chuyện của họ hơi khác so với dân thủ đô đồ ăn của họ thói quen của họ cũng khác kể cũng thú vị nếu biết họ sống bằng gì được nuôi dưỡng bằng các nguồn dự trữ tinh thần và vật chất nào, họ đương đầu với các khó khăn, họ né tránh pháp luật như thế nào. Lời giải đáp nhanh chóng xuất hiện dưới dạng sống động nhất. 2. Bác sĩ Zhivago trở về toa của mình với một người lính đi kèm, vẫn cái anh lính kéo lệch sệt khẩu súng trên mặt đất và tựa vào nó như vào một cây gậy. Hơi nóng bốc nguồn ngụt mặt trời đổ lửa xuống các đường ray và mái toa. Đất đen vì dầu máy, cháy lên ánh vàng như được mạ vàng. Cái bán súng của người lính cày bụi, để lại một vệt soi trên cát, và lộc cộc vào các thanh tà vẹt. Anh ta nói, tiết trời đã thuận. Đây là thời vụ tốt nhất để gieo lúa xuân, lúa yến mạch hoặc gieo kê. Còn đối với lúa kiều mạch thì còn sớm ở vùng quê tôi người ta gieo kiều mạch vào dịp lễ thánh ở kulina tôi không phải là người vùng này tôi là dân mosson tỉnh tam bốt này đồng chí bác sĩ ơi nếu không gặp cái vạ nội chiến và bọn phản cách mạng chết hệt thì hơi đâu giữa lúc thời vụ thế này tôi phải lạc loài ở nơi đồng đất nước người hở đồng chí bác sĩ bọn chúng gây chia rẽ giai cấp giữa bà con ta với nhau và dẫn đến kết quả thế này đây. Ba, cảm ơn, tôi tự lên được, bác sĩ Zhivago từ chối mấy người muốn giúp đỡ. Từ trên toa, họ cúi không người, chìa tay để kéo chàng lên. Chàng nhún chân, nhảy phóc lên toa, lấy lại thăng bằng và ông choàng lấy vợ. Cuối cùng thì, ơn chúa, ơn chúa. Mọi chuyện đã kết thúc như thế này, Tonia nói. Kể ra, kết cục may mắn này không phải là bất ngờ đối với ba và em. Sao lại không bất ngờ? Ba và em biết cả. Bằng cách nào tài vậy? Mấy tay lính gác kể lại. Chẳng thế, đời nào ba và em chịu đựng nổi cái cảnh không biết tin gì về anh. Ngay vậy, mà ba và em còn suýt nữa phát điên lên được anh nhìn kìa ba đang ngủ mê mệt ba nằm vật xuống là ngủ ngay sau bao nhiêu lo lắng khó lòng mà lay ba dậy có cách hành khách mới bây giờ em sẽ giới thiệu với anh một vài người nhưng trước tiên anh hãy xem chung quanh bà con đang nói gì cả toa đều chúc mừng anh may mắn thoát nạn đây nhà tôi đây. Tonia đột nhiên thay đổi câu chuyện, nàng quay lại giới thiệu chồng đứng phía sau nàng với một trong những hành khách vừa len đến qua đám đông chen chúc ở góc toa. Tôi là Sam Devito, một giọng nói vang lên từ phía đó, giữa mái, đầu lố nhố, một chiếc mũ mềm được dơ lên và người vừa xưng tên bắt đầu len lách qua cả một đống người để tới chỗ bác sĩ. Divago nghĩ thầm, Sam Devito, mình cứ tưởng tượng đó là một người xuất thân từ một bản anh hùng ca kiểu Nga thời xưa, rậm râu, áo lông xù, dây lưng đủ bộ. Nhưng đây thuộc loại tay chơi nghệ thuật nghiệp dư, tóc hoa râm, để ria mép, râu ba chồng. Này, Senlico đã làm cho bác sĩ một mẻ sợ hãi không? Thú thực đi. Đâu có. Đôi bên nói chuyện rất nghiêm chỉnh ít nhất thì đó cũng là một người có sức mạnh, một nhân vật đáng kể. Hỏi phải nói, tôi có biết nhân vật ấy? Anh ta không phải dân vùng này. Dân mốt các cách ông. Cũng hệt như những sự cách tân mới mẻ của chúng tôi thời gian gần đây. Cũng là những thứ của dân thủ đô các ông, được du nhập vào đây. Tự chúng tôi chả nghĩ ra nổi. Anh Yuri em xin giới thiệu, Tonia nói, đây là ông Anfim Efimovic Samdevito, một cuốn từ điển bách khoa sống, cái gì cũng biết. Ông ấy từng nghe nói về anh, về ba anh, về ông nội em, tức, tất tần tật. Hai bên làm quen với nhau đi, rồi nàng làm như tiện thể thản nhiên hỏi, chắc ông cũng biết chị Lara Antipova làm giáo viên ở đây đấy nhỉ bằng một giọng cũng thản nhiên như thế sam devito trả lời tại sao chị cũng để ý đến lara antipova Divago nghe rõ cả nhưng không góp chuyện tonia nói tiếp ông sam devito là một người viết. anh phải cẩn thận giữ mồm giữ miệng khi nói với ông ấy đấy yuri ạ thật là đúng thế ư tôi chả nghĩ như vậy trong ông có vẻ một nghệ sĩ thì đúng hơn cha tôi từng mở một quán trọ có bảy xe tam mã chạy chở khách còn tôi đã tốt nghiệp đại học và đúng là một đảng viên đảng dân chủ xã hội yuri thân yêu anh hãy nghe ông sam devito nói gì với em nhé mà này ông ơi nói ông đừng giận chứ cái họ tên của ông đọc mệt quá vâng Bây giờ anh. Nghe em kể này. Chúng mình đã gặp may ghê gớm. Thành phố Duratin không cho tàu này vào đó. Trong thành phố có các đám cháy, cầu bị đổ, xe không qua lại được. Người ta sẽ cho đoàn tàu chạy vòng theo một đường nhánh nối với ga khác, đúng với tuyến đường mà chúng mình cần tới, qua ga Tofiania. Anh thấy có tuyệt không? Khỏi phải đổi tàu thoát được cái nạn tay sách nách mang, lết thết xuống ga, đi qua thành phố, để lên ga khác, chết nổi người ta còn hành chúng ta, lôi qua lôi lại chán, rồi mình mới được đi tiếp một cách tử tế. Công việc dùng toa sẽ kéo dài. Tất cả những điều vừa rồi là do ông Sam Devito giải thích cho em biết đấy. 4. Những lời dự đoán của Tonia đều đúng sự thực. Đoàn tàu móc các toa cũ lại lấy thêm các toa mới, cứ chạy đi chạy lại liên miên trên những con đường bị tắt nghẽn, dọc theo các đường ấy thường có những chuyến tàu khách chuyển dịch, cản trở lối ra của đoàn tàu này. Thành phố đã bị khuất một nửa ở phía xa vì những chỗ mất mô của mặt đất. Thỉnh thoảng mới thấy hiện ra ở chân trời các mái nhà, các miệng ống khói nhà máy và các cây thánh giá trên các tháp chuông nhà thờ của thành phố một khu ngoại ô tin đang cháy. Khói đám cháy bị gió thổi tạt đi xa, giăng khắp trời như một cái bờm ngựa bay phần phật trước gió. Divago và Sam Vito ngồi trên sàn toa, sát mép cửa, hai chân buông thõng. Sam Vito luôn tay chỉ trỏ về phía xa, giảng giải gì đó với Divago. Đôi khi tiếng tàu chạy ác cả tiếng nói của ông ta, nên Divago hỏi lại. Những lúc ấy, Sam Devito lại ghé sát vào tai bác sĩ mà hét đến khản cả giọng câu vừa nói. Đấy là người ta phóng hỏa đốt rạp xi, si, nê người khổng lồ. Đám học viên sĩ quan cố thủ ở đó. Nhưng chúng đã đầu hàng từ trước. Nói chung, giao tranh chưa chấm dứt hẳn. Ông có thấy những chấm đen đen trên gác chuông không? Đó là quân ta họ đang quét quân tiệp. Tôi chả thấy gì. Ông làm thế nào mà nhìn rõ tất cả thế? Còn kia là Khoriki, một khu thủ công nghiệp ở ngoại ô, đang cháy. Khu Kolodevo, một khu buôn bán, thì xa hơn. Tại sao tôi lại quan tâm đến điều đó? Quán trọ của gia đình tôi ở đấy. Đám cháy nhỏ thôi. Chưa lan đến trung tâm ông nhắc lại đi. Tôi không nghe rõ. Tôi nói, trung tâm, trung tâm thành phố. Nhà thờ lớn, thư viện. Cái họ Sam De Vito của tôi là tên Thánh Sen Donato được Nga hóa. Hình như chúng tôi thuộc dòng họ Demido. Tôi lại chưa nghe rõ gì cả. Tôi bảo Sam De Vito là một biến danh của Sen Donato hình như chúng tôi thuộc dần họ Demido. Dòng dõi các quận công Demido Sen Donato. Cũng có thể đó là chuyện việc. Một huyền thoại của gia đình. Còn vùng này gọi là lòng chảo Siakin một các nhà nghỉ ở ngoại ô, các điểm ăn chơi giải trí. Tên nghe lạ quá phải không bác sĩ? Một cánh đồng trải rộng trước mặt họ. Bốn phía chằng chịt các nhánh đường xe lửa những cột dây thép chạy xa mãi về phía chân trời như đi hài bảy dặm một con đường rộng trải đá uốn lượn như một dải lụa thi vẻ đẹp với đường ray nó lúc thì khuất sau chân trời lúc lại hiện ra trong chốc lát thành hình cánh cung ở chỗ trẻ rồi lại biến mất đấy là xa lộ lừng danh của chúng tôi chạy xuyên suốt miền Sibi. lừng danh vì dẫn tới những nơi phát vãng căn cứ địa của du kích ngày nay nhìn chung vùng chúng tôi chẳng đến nỗi nào bác sĩ sẽ quen dần sẽ sống được thôi ông sẽ thích các chuyện ngộ nghĩnh của thành phố các thác nước của chúng tôi ở các ngã tư những câu lạc bộ mùa đông của nữ giới ở ngoài trời chúng tôi sẽ không ở thành phố mà ở varicono tôi biết bà nhà có kể với tôi. Cũng vậy thôi. Bác sĩ sẽ ra thành phố mỗi khi có công chuyện. Hoặc nhìn, tôi đã đoán biết bà nhà bà ai. Đôi mắt, cái mũi, vần trán giống cụ quy như đúc, giống y như tạc. Khắp vùng này ai chả nhớ cụ cười. Ở hai đầu cánh đồng có các bồn dầu cao, hình tròn, sơn đỏ đây đó lủng lẳng những tấm biển quảng cáo sản phẩm kỹ nghệ treo trên các cột cao. Một tấm biển hai lần đập vào mắt bác sĩ Jivago, đề hàng chữ, Moro và Vetchinkin. Máy gieo hạt. Máy đập lúa. Đó là một hãng lớn, từng sản xuất những loại nông cụ rất tốt. Tôi nghe chưa rõ. Ông bảo sao? Tôi bảo, hãng bác sĩ hiểu chưa một hãng lớn chế tạo nông cụ hội cổ phần cha tôi có cổ phần ở đó thế mà ông bảo có quán trọ thì đã sao cái này chẳng cản trở cái kia ông cụ nhà tôi chả ngốc đâu toàn hùng tiền vào những doanh nghiệp khá nhất ông cụ bỏ vốn vào cả rạp xuyên người khổng lồ ông có vẻ hãnh diện về điều đó thì phải về ốc kinh doanh của cha tôi ấy à? Khỏi phải bàn. Thế còn đảng dân chủ xã hội của ông? Cái đó thì có can hệ gì tới việc này nhỉ? Có điểm nào nói rằng một người lập luận theo kiểu Marxist, thì bắt buộc phải là một kẻ bạc nhược, yếu đuối và kém tháo vát. Chủ nghĩa Marx là một khoa học tích cực, một học thuyết về thực tại, một loại triết học về hoàn cảnh lịch sử chủ nghĩa mát là khoa học ư tranh luận chuyện đó với một người chưa quen biết mấy thì ít ra cũng là thiếu thận trọng nhưng không sao chủ nghĩa mát làm chủ bản thân nó còn quá kém chưa đến mức để trở thành một khoa học các khoa học thường ôn hòa hơn chủ nghĩa mát và tính khách quan ư tôi chưa thấy có trào lưu nào lại tự biệt lập mình và xa rời các sự kiện thực tế như chủ nghĩa mát mỗi người chỉ lo kiểm tra bản thân mình qua kinh nghiệm, còn những người nắm quyền hành thì tìm mọi cách tránh né sự thật, vì cái câu chuyện hảo huyền là cá nhân họ không bao giờ phạm sai lầm. Tôi không thích những người thờ ơ với chân lý. Sam Devito coi mấy câu vừa rồi của bác sĩ là lời đùa giỡn của một anh chàng lập dị, miệng lưỡi sắc sảo. Ông ta chỉ cười cười, không phản bác trong lúc ấy con tàu vẫn tiếp tục dùng toa. Mỗi lần tàu chạy đến lối ra cạnh cột tín hiệu cho tàu ra vào ga, thì một người phụ nữ đứng tuổi, là nhân viên bể ghi, đeo một bi, đông sữa bên thắt lưng, lại đổi chiếc áo đang đang từ tay nọ sang tay kia, cúi xuống đẩy cái đĩa chuyển ghi, bắt con tàu phải lùi lại. Trong lúc con tàu từ từ lùi lại từng tí một, bà ta ngồi thẳng người lên và giơ nắm tay dưới dứ, dứ về phía nó sam devito cứ ngỡ bà ta đang dọa dẫm gì ông mụ ta nhắm ai đây trông quen quen có phải con gái nhà tung xếp không nhỉ có thể lắm ơ ờ hay mình nghĩ ngợi làm gì cho mệt ốc ra chưa chắc đúng nếu đấy là cô galia thì cô chóng già đến thế ư Ơ ờ hay, tôi có lỗi gì trong việc này, hả cô? Nước Nga mẹ hiền của chúng ta đang gặp những cuộc đảo lộn, những cảnh hỗn loạn trên các đường xe lửa, chắc cái cô ả bản tính kia vất vả lắm, nên mới dơ nắm đấm lên, ra điều là mình đây có lỗi thôi mặt xác cô ta, tội gì mình cứ phải nghịch nhức ốc vì cô ta kia chứ. Cuối cùng thì bà ta cũng phất cờ hét to câu gì đó với bác tài xế và cho phép đoàn tàu chạy qua cái cột tín hiệu ra tuyến đường thêm thang phía trước, cho phép nó tiếp tục cuộc hành trình. Lúc qua số 14 ngang qua chỗ bà ta, bà ta thè lưỡi trêu tức hai gã đàn ông đang ngồi tán dốc trên sàn toa mà bà thấy chướng mắt. Và một lần nữa Sam Devito lại trở nên tư lự. Năm. Khi các khu ngoại ô bị cháy, các bồn dầu các cột dây thép và các biển quảng cáo đã lùi xa và khuất hẳn nhường chỗ cho những cảnh khác xuất hiện như các cánh rừng các quả núi nhỏ có con